Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 6 của giáo trình Hán ngữ quyển 3. 我是跟旅游团一起来的. Nội dung bài ngày hôm nay các bạn sẽ học mẫu câu vừa liền, ngữ pháp 是的 và lặp lại của tính từ. Vậy nội dung cụ thể là gì? Mời các bạn cùng đến với bài ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta đến với cấu trúc 是的. Khi dùng cấu trúc này các bạn sẽ có hai chú ý. Đầu tiên các bạn sẽ dùng nó để nhấn mạnh thông tin. Thông tin ở đây là thời gian, địa điểm, phương thức, mục đích hoặc là đối tượng của động tác. Và điểm thứ hai khi sử dụng cấu trúc 是的 đó chính là nó sẽ dùng để nhấn mạnh những động tác mà nó đã xảy ra hoặc là đã hoàn thành. Ví dụ, câu này các bạn dùng để nhấn mạnh về thời gian đối với động tác đã xảy ra hoặc hoàn thành các bạn ha. Bạn đến khi nào? Vậy thì bạn ấy đã đến chưa? Đã đến rồi. Và chúng ta còn ở đây là để nhấn mạnh hỏi là bạn ấy đến khi nào? Đang nhấn mạnh về thời gian thì các bạn dùng đến 是的. À, 你是什么时候来的? 你是什么时候来的? Mình là hôm kia đến. Các bạn cũng đang dùng để nhấn mạnh thời gian ha. 我是前天来的. 我是前天来的. Đối với dạng khẳng định của 是的, các bạn có thể lược bỏ đi 是, nhưng các bạn nhớ là phải giữ lại 的 nha. Thì câu này các bạn có thể nói là 我是前天来的 hoặc là 我前天来的. Dùng 是的 để nhấn mạnh về địa điểm. Cái áo len này là bạn đã mua ở đâu? Hành động mua áo len này đã xảy ra rồi. Cho nên chúng ta muốn hỏi, nhấn mạnh thông tin ở đây là cái nơi, cái địa điểm mà bạn đã mua nó. Thì các bạn hãy dùng đến 是的. 这件毛衣是你在哪买的? 这件毛衣是你在哪买的? Các bạn có thể trả lời là đã mua ở Thượng Hải. 这件毛衣是我在上海买的. 这件毛衣是我在上海买的. Hoặc dùng 是的 để nhấn mạnh về phương thức của hành động. Các bạn đến bằng gì? 你们是怎么来的? 你们是怎么来的? Bọn mình đã đi máy bay đến, hành động đến nó đã xảy ra rồi các bạn ha. Chúng ta dùng 是的 để nhấn mạnh cái phương thức mà chúng ta đã di chuyển đến đây. Chúng ta dùng là 我们是坐飞机来的. 我们是坐飞机来的. Mình đến là để làm gì các bạn? Để giúp bạn. Hành động này đã xảy ra rồi ha. Thì chúng ta dùng để nhấn mạnh mục đích với cấu trúc 是的. 我是来帮你的. 我是来帮你的. Hoặc là mình đến để học tiếng Trung. 我是来学中文的. 我是来学中文的. Hoặc là các bạn dùng 是的 để nhấn mạnh về đối tượng. Chẳng hạn ha, cái áo này là bà nội tặng cho mình. Ở đây chúng ta đang muốn nhấn mạnh thông tin. Đối tượng ở đây là bà nội, người đã tặng món quà này cho mình. Cái thứ hai nữa là hành động tặng này nó đã xảy ra rồi đó các bạn. Cái này là bà nội đã tặng cho mình. 这个是我奶奶送给我的. 这个是我奶奶送给我的. Chuyện này là cô ấy nói cho mình. Vậy thì đang nhấn mạnh đối tượng nói chuyện đó cho mình đó chính là tha, là cô ấy. Và việc này nó cũng đã xảy ra rồi. Thì các bạn hãy dùng đến cấu trúc 是的 để nhấn mạnh đối tượng ha. 这件事是他告诉我的. 这件事是他告诉我的. Các bạn có từ 告诉 nghĩa là nói. Các bạn có thể dùng trực tiếp là ai đó nói với ai đó ha. 他告诉我导游, tạo dấu là hướng dẫn viên du lịch. Trong đó từ tạo các bạn học với nghĩa là đạo, trong chỉ đạo, hướng dẫn, đạo diễn, lãnh đạo. Ở phía trên này các bạn có đây là âm tị, giờ tị, bộ thốn, nghĩa là tóc đơn vị đo chiều dài. Vậy thì tạo giản là đạo diễn, và lính tạo chính là lãnh đạo. Và hôm nay chúng ta dùng trong tạo dấu là người hướng dẫn cho chúng ta đi du lịch, thì đó chính là hướng dẫn viên du lịch. Trong đó từ dấu này các bạn đã gặp như trong từ dấu dụng nghĩa là bơi lội, hoặc trong từ
lưu dấu nghĩa là du lịch. Vậy tạo dấu hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta gom lại từ cấu trúc sư tử và tạo dấu, các bạn có một cái đoạn văn sau đây ha. Nǐ shì shěnme shí hòu lái de? Nǐ shì shěnme shí hòu lái de? Hôm kia vừa mới đến, vừa mới là căng tàu. Các bạn muốn nhấn mạnh ha, sư chiến thiên căng tàu tờ. Hoặc bỏ sư đi các bạn được là chiến thiên căng tàu tờ. Là đến để học tập à? Sư lái xuế xì tờ ma? Sư lái xuế xì tờ ma? Bù sư, sư lái lưu xính tờ. Là đến để du lịch. Ý cơ rảnh lại tờ ma? Ý cơ rảnh lại tờ ma? Một mình đến à? Bù sư, bù sư. Wǒ shì gēng lǚ yǒu tuán yì qǐ lái de. Bù shì, wǒ shì gēng lǚ yǒu tuán yì qǐ lái de. Không phải, em là đến cùng với đoàn du lịch lǚ yǒu tuán. Mình làm phiên dịch viên, wǒ dāng fān yì. Wǒ dāng fān yì, yě shì dǎo yǒu. Yě shì dǎo yǒu. Mình vừa là phiên dịch mà cũng vừa là hướng dẫn viên du lịch. Em đã đi làm rồi à? Ní yǐ jīng gōng zuò lè? Ní yǐ jīng gōng zuò lè? Chưa, em còn đang học nghiên cứu sinh. Měi yǒu, wǒ hǎi zài dù yěn jiū shēng. Yěn jiū shēng, yěn jiū shēng, nghiên cứu sinh. Từ yěn, nghiên các bạn gặp trong từ yěn thảo huì. Yěn thảo huì nghĩa là hội thảo nghiên cứu. Hoặc là giản chiêu là động từ nghiên cứu. Phòng để các bạn thực hiện nghiên cứu chính là phòng nghiên cứu. Sư ở đây các bạn gặp trong từ ban công sư ta sư. Kết hợp với giản chiêu các bạn được là giản chiêu sư. Các bạn dùng với động từ tú để nói là học nghiên cứu sinh. Tú giản chiêu sinh. Mình chưa đi làm vẫn còn đang học nghiên cứu sinh. Wǒ měi yǒu gōng zuò. Wǒ hǎi zài dǔ yān jiū shēng. Wǒ měi yǒu gōng zuò. Wǒ hǎi zài dǔ yān jiū shēng. Chúng tôi kết hôn khi vợ tôi học nghiên cứu sinh. Thì các bạn có thể dịch ngược lại là khi mà vợ tôi học nghiên cứu sinh thì chúng tôi kết hôn. Wǒ lǎo può dǔ yān jiū shēng de shí hòu, wǒ měn jiù jiě hūn lè. Wǒ lǎo può dǔ yān jiū shēng de shí hòu, wǒ měn jiù jiě hūn lè. Lúc mình học nghiên cứu sinh có thời gian, có lúc rảnh á thì là mình đến một nhà hàng để làm thuê. Thì các bạn có từ làm thuê ở đây là tạ cung. Chúng ta được là wǒ yān jiū shēng de shí hòu, hoặc các bạn thêm từ tú vào ha. Wǒ tú yān jiū shēng de shí hòu, yǒu shí jiān wǒ jiù dào yī jiā fàn diàn tǎo gōng. Wǒ dǔ yān jiū shēng de shí hòu, yǒu shí jiān wǒ jiù dào yī jiā fàn diàn tǎo gōng. Lúc mà học nghiên cứu sinh á, có thời gian lúc rảnh á thì mình liền đến một cái nhà hàng quán ăn để làm thuê. Từ tǎo gōng nghĩa là làm thuê đi làm, thường để nói là các bạn làm những công việc nó mang tính tạm thời. Bạn á, em á, đừng đến quán bar làm nữa. Chẳng hạn như bây giờ các bạn đang làm ở quán bar, tại chiều ba tạo cung, bạn của bạn mới khuyên là đừng có đến đó mà làm nữa. Chúng ta dùng với bìa là đừng nữa. Nǐ biě zài dào jiǔ bā dǎo gōng lè. Nǐ biě zài dào jiǔ bā dǎo gōng lè. 15 tuổi là mình đã bắt đầu đi làm rồi. Wǒ shí wǔ suì jiù kāi shí dǎo gōng lè. Wǒ shí wǔ suì jiù kāi shí dǎo gōng lè. Mình lợi dụng kỳ nghỉ đến một công ty du lịch làm thuê. Đây là câu trong bài các bạn học được. Công ty du lịch các bạn có là lǚ xíng shè. Lǚ xíng shè thì các bạn có từ lǚ xíng là du lịch rồi, các bạn thêm từ shè để với nghĩa là công ty du lịch hoặc là đại lý du lịch. Vậy từ lợi dụng các bạn dùng với nghĩa Hán Việt của nó luôn ha, lì dùng. Còn kỳ nghỉ các bạn có phong chia là nghỉ nghỉ phép, còn từ chi là kỳ, vậy kỳ nghỉ sẽ là giả chi. Wǒ lì yǒng giả qī dào jiā lǚ xíng shè dǎo gōng.
我利用假期到家旅行社打工。Dù chứ là tổ chức, chủ nghĩa Hán Việt là tổ trong tổ chức tổ nhóm, chẳng hạn tổ trưởng, chủ trưởng, tổ viên, chủ doãn. Chứ phía trước là bộ mạch sợi tơ nhỏ và nó mượn âm thanh của từ chữ đó các bạn, thì gom lại các bạn sẽ được từ chủ chứ nghĩa là tổ chức. Và chủ trư có thể là danh từ cũng có thể là động từ. Khi chủ trư làm danh từ, các bạn có thể nói là một tổ chức nào đó, tổ chức thương mại thế giới là sư chia, thương mại, mạo dịch ha, mao y, tổ chức, chủ trư. Và các bạn có động từ gia nhập là gia rụ, của quốc gia, gia rụ sư chia, mao y, chủ trư, của quốc gia, gia nhập sư chia mao y tổ chức. Trường tổ chức chúng ta đi bảo tàng tham quan, thì lúc này tổ chức tổ chức đóng vai trò là động từ. Xuế xiao tổ chức của mình chi bố u quán tham quan. Xuế xiao tổ chức của mình chi bố u quán tham quan. Công ty du lịch tổ chức một đoàn du lịch. Sếp bảo là em dẫn bọn họ đến lữ hành sư tổ chức là ý cơ lữ du đoàn, lão bản chưa ra ngoài thấy tham lại lữ hành sư tổ chức là ý cơ lữ du đoàn, lão bản chưa ra ngoài thấy tham lại需要 có thể là động từ cũng có thể là danh từ. Nếu là động từ các bạn dịch với nghĩa là yêu cầu cần, còn nó là danh từ các bạn có thể dịch là nhu cầu hoặc là yêu cầu. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, bệnh nhân需要休息. Hoặc là mua nhà thì phải cần rất là nhiều tiền, mại phẳng需要很多钱. Hoặc nếu bạn có bất cứ yêu cầu gì, lúc này yêu cầu suy giao là danh từ, thì bạn vui lòng nói với mình. Ví dụ, sớm mà suy giao tôi khoa, xin cao su ở. Ví dụ, sớm mà suy giao tôi khoa, xin cao su ở. Nếu, tôi khoa các bạn nhớ không, nghĩa là nếu đó, nếu bạn có yêu cầu gì, hãy vui lòng nói cho mình, cao su ở. Sâu chỉ nghĩa là thu thập. Sâu nghĩa hơn việc là thu trong thu lấy thu thập. Chẳng hạn, sâu rụ nghĩa là thu nhập. Sâu huế là thu hồi. Còn từ chỉ nghĩa hơn việc là tập trong tập hợp, tụ tập. Hoặc các bạn xem phim là tập số mấy á, thì các bạn cũng thấy người ta dùng đến từ chỉ này. Chẳng hạn như là ti y chỉ là tập số 1. Hoặc là trong từ là chí thoán, thoán là đoàn, như trong từ lữ hành thoán các bạn có học rồi, thì chúng ta được là chí thoán tập đoàn, chí thí tập thể. Sếp biết em cần đến Trung Quốc thu thập tài liệu. Các bạn có tài liệu là tư liệu, vậy thu thập tài liệu, sâu chí tư liệu. Cả câu lão bản, sếp, ông chủ này các bạn. Lão bản chưa to, của xuyên lại Trung Quốc sâu chỉ dữ liệu. Lão bản chưa to, của xuyên lại Trung Quốc sâu chỉ dữ liệu. Nên vừa có đoàn du lịch đến Trung Quốc, thì ông ấy, ông sếp này ha, liền sắp xếp em dẫn đoàn đi ngay. Các bạn có nên là xóa ý. Vừa liền, thì ở đây các bạn dùng cấu trúc là y chịu. Khi mà vừa có đoàn du lịch đến Trung Quốc thì ông ấy mới sắp xếp an bài, sắp xếp em dẫn đoàn đến đây, thì các bạn được là số gì y dù là Trung của ta lưu dấu thoảng thà chiều an bài hoặc thấy thoảng lại. Bạn học được cấu trúc y chiều nghĩa là vừa liền hễ
liền. Đây cũng là cấu trúc các bạn rất là thường gặp đến. Hôm nay mình vừa tan làm thì liền đến thăm bạn. 今天我一下班就来看你. 今天我一下班就来看你. 依 就 các bạn thấy nó biểu thị là động tác số 2, nó xảy ra liền sau động tác thứ nhất. 一下班就来看你. Cô ấy vừa tốt nghiệp thì liền đi làm. Các bạn ghi lại từ nghiệp giống cho mình ha. Cô ấy vừa tốt nghiệp là liền đi làm. Vậy thì đi làm này, động tác này nó sẽ xảy ra liền ngay sau động tác thứ nhất. Tốt nghiệp là đi làm luôn ha. Tha y bì yè chú công chùa. Tha y bì yè chú công chùa. Người Trung Quốc vừa nghe liền biết bạn là người nước ngoài. Trung của rễn y thiên chưa chữ to thì sư lão hoài. Người Trung Quốc vừa nghe liền biết bạn là người nước ngoài. Cô ấy hễ uống rượu liền đỏ mặt. Họ cô ấy vừa uống rượu là đỏ mặt liền. À, các bạn cũng dùng đến y chiều. Tha y hứa chiều chiều lẹn khủng. Tha y hứa chiều chiều lẹn khủng. Cô ấy vừa uống rượu cái là mặt đỏ ngay. Bằng trụ nghĩa là giúp đỡ, có thể là động từ cũng có thể là danh từ. Cô ấy thích giúp đỡ người khác. Tha xì khoan bằng trụ bìa rảnh. Tha xì khoan bằng trụ bìa rảnh. Ông chủ mình đã cho mình rất nhiều sự giúp đỡ. Lúc này thì băng trù đóng vai trò là danh từ đó các bạn. Thì các bạn thử dịch ha. Ông chủ là lão bản đã cho mình kệ lơ của rất nhiều sự giúp đỡ. Hận tua băng trù. Thì ở đây mình dịch nó, mình đặt mẫu câu như thế này nghe sẽ không có hay, nhưng sẽ giúp cho các bạn làm quen để dựa theo mà đặt câu ha. Của lão bản kệ lơ của hận tua băng trù. Của lão bạn kể lỗ của hận tua băng trụ. Cho hỏi bạn cần giúp đỡ gì, bạn cần giúp gì không, thì các bạn có thể nói là 请问你需要什么帮助. 请问你需要什么帮助. Thỉa lụ. Thỉa lụ nghĩa là đường sắt. Phân quang. Phân quang là phong cảnh. Và đối với cái từ thỉa lù, phía trước từ thỉa, đây các bạn, đây là bộ kim, nghĩa là kim loại nè. Và đây là âm thấp, nghĩa là mất đi hoặc là đánh mất. Kết hợp lại thì các bạn được từ thỉa, thỉa lù là đường sắt. Người của đoàn du lịch thì đều muốn ngồi thử tàu lửa Trung Quốc. Các bạn có tàu lửa Trung Quốc là trung của hỏa chưa. Và động tác ngồi là chua, có nghĩa là đi thử đó các bạn. Đi thử, nhưng chúng ta dùng với động từ là chùa. Muốn đi thử tàu Trung Quốc. Chùa chùa, trung của hỏa chưa. Vậy, lưu dấu thoán tơ rảnh tàu sẵn chùa chùa trung của hỏa chưa. Vậy, lưu dấu thoán tơ rảnh tàu sẵn chùa chùa trung của hỏa chưa. Ở đây các bạn thấy tính từ, động từ có thể dùng lặp lại, dùng để diễn đạt. Một là để tăng mức độ, như tiếng Việt của mình các bạn có là cao cao, cái người mà cao cao á, cái mũi cao cao, mắt to to. Thì cao cao to to đây là các bạn dùng để tăng cái mức độ ha. Còn trường hợp nữa như các bạn có thể lặp lại để cho cái ngữ khí câu nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó tùy tiện, nó dễ chịu hơn ha. Thì các bạn có thể dùng chua chua hoặc là làm thử nè. Chua chua là ngồi thử, đi thử, trung của hỏa chưa. Xem thử, xem thử các bạn thử dịch luôn ha. Phong cảnh của hai bên đường sắt. Xem thử là khan khan, khan khan. Và hai bên đường sắt, thỉa lù liang biên, thỉa lù liang biên. Phong cảnh, phương quang. Khan khan, thỉa lù liang biên tơ phương quang. Khan khan, thỉa lù liang biên tơ phương quang. Vậy thì các bạn có thể dùng hình thức lặp lại của tính từ hoặc là của động từ. Ở đây là động từ các bạn ha. Sang liang. Sang liang là thương lượng. Sang nghĩa việc là thương. Thì các bạn đã quen quá rồi ha. Như trong sang tiền, sang trạng. Và
từ liang nghĩa là lượng trong lượng mức. Vậy các bạn có liang chữ là lượng từ, su liang là số lượng. Thương lượng với ai đó, chúng ta đưa kinh và đối tượng đó lên phía trước động từ sang liang. Các bạn nói, mẹ ơi, con có việc muốn thương lượng với mẹ hoặc là muốn bàn với mẹ. Thì ở đây các bạn có đưa đối tượng với mẹ kinh nhị lên tới trước động từ sang liang. Và ở đây để cho ngữ điệu nó nhẹ nhàng hơn thì các bạn có thể dùng đến hình thức lặp lại của từ động từ ở đây ha. AB, động từ hai âm tiết thì các bạn lặp lại là AB, AB, sang liền, sang liền. Ma, 我有事, 想跟你商量, 商量. Hoặc là mình thương lượng ổn với sếp rồi, về trễ vài ngày. 我跟老板, 商量好了. 晚回去几天. 我跟老板商量好了，晚回去几天. Mình đã thương lượng ổn với sếp rồi, sẽ trở về trễ vài hôm. 那什么时候回去? Khi nào thì về lại? 旅游团后天就回去了。旅游团后天就回去了。 我跟老板商量好了，晚回去几天. Em muốn đến quê hương của Khổng Tử một chuyến. Quê hương các bạn dùng là 故乡, 故乡. 我要到孔子的故乡去一趟. 我要到孔子的故乡去一趟. Vậy thì các bạn không có về cùng với đoàn mà các bạn ở lại vài ngày để đi đến một chuyến, đi một chuyến đến quê hương của Khổng Tử. Còn hôm nay, chiều nay là thời gian hoạt động tự do nên là mới đến thăm thầy. 今天下午是自由活动时间，所以来看看老师。 今天下午是自由活动时间，所以来看看老师。 Các bạn có tự dấu là tự do, hoạt động, hoạt động, sự gian, thời gian hoạt động tự do, tự dấu hoạt động sự gian. Vậy nguyên cái đoạn này các bạn có thể hiểu được rồi ha. Đoàn du lịch sẽ về vào ngày mốt, nhưng các bạn đã trao đổi với sếp rồi, chúng ta sẽ về trễ vài ngày để các bạn đi đến thăm quê hương của Khổng Tử. Thì trong đó có chiều nay, lúc mà có hoạt động, có thời gian hoạt động tự do thì các bạn mới đến thăm thầy. Và chúng ta có bài hội thoại của ngày hôm nay ha. Vậy là chúng ta đã học xong phần 1 của bài 6. Hẹn các bạn phần tiếp theo ở video sau nha. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.